Xin kính chào quý vị và các bạn. Clip hôm nay em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc đầu CD cao cấp đến từ Mỹ, đó là chiếc đầu CD Guardia có model là 381. Đây là một trong những cái công ty chuyên sản xuất những chiếc đầu CD chất lượng cao cấp, và đặc biệt là những dòng này là chạy rất là ổn định và bền bỉ. Những dòng đầu Guardia này là một trong những chiếc đầu mà sở trường của nó là những dòng nhạc vàng, nhạc bolero hay dòng nhạc acoustic bây giờ. Và chiếc đầu này về trong tình trạng là còn nguyên thùng hộp khiển, dây nguồn và cái chân của đầu đây, cái đây bốn cái chân zin của đầu đây, đó, bốn chân zin, và đây là chiếc khiển zin của máy. Đó, chiếc khiển này thì cái chỗ phần chữ đây thì nó hơi mờ một chút, thì cái này thì bởi vì cái chữ này nó dập nổi nên là gần như khi trong quá trình sử dụng mình có thể tay mình chạm mà nó cũng có sẽ bị bay mất một chút chữ này. Còn ngoài ra chiếc đầu này thì là rất là đẹp luôn, đó, đẹp như mới, và quan trọng là cái giá cực kỳ là ưu đãi cho quý vị và các bạn. Trước khi em báo giá và bây giờ em sẽ đi quay máy chi tiết hơn để quý vị và các bạn cùng có cái cảm nhận về chiếc độ mới đẹp của chiếc đầu này. Và em đang test đĩa đây rồi. Đó, các bạn nhìn không? Em sẽ quay rất chậm để quý vị và các bạn cùng trải nghiệm. Chiếc đầu CD Guardia này với cái hình thức là mặt phay nhôm trắng, đó, phay nhôm xước. Đây là một cái tấm nhôm nguyên khối và cắt CNC. Đó, các bạn nhìn không? Nhìn rất là chắc chắn và nhìn rất là khủng long luôn. Đó. Và bốn cái điểm nhấn của chiếc đầu này là bốn cái chân màu sơn ghi, đó, làm cho cái đầu này thêm phần hài hòa và tinh tế hơn. Đó, rất là đẹp. Guardia, đây là cái biểu tượng của dòng Guardia các bác. Đó, đây là cái phần khay đĩa, và dòng này thì đương nhiên là như những chiếc đầu khác rồi, có tất cả các chế độ chỉnh. Đó. Và các bác nhá, các bác nhìn kỹ lại, đặc biệt là cái dòng này nó làm rất là kỹ lưỡng và rất là luôn luôn đưa cái quan điểm an toàn lên hàng đầu. Đó, luôn luôn cái tiêu chí an toàn lên hàng đầu. Khi các bác tắt nguồn là tất cả các volume của chiếc đầu này nó sẽ trở về không. Đó, các bác nhìn này, RR ở trái phải đây. Đó, khi các bác, kể cả các bác có những chiếc âm ly của các bác, nếu mà các bác có vô tình mà các bác vặn to lên, các bác quên không giảm nhỏ khi các bác mở đầu lên, thì nó vẫn sẽ cho được cái chế độ an toàn rất là cao, bởi vì tiếng đầu của chiếc đầu CD này nó đã bị tắt, đó, nó đã trở về không, nên là dù mình có vô tình hay cố ý mình vặn volume âm ly to lên thì chiếc đầu này cũng chưa có tiếng, bởi vì khi cái volume nó đang trở về không này. Đấy là một cái ưu điểm của chiếc đầu CD Guardia này. Và khi tất cả các bác mở, khi các bác đã tắt nguồn đi rồi thì nó sẽ trở về không, và khi các bác muốn mở lên thì các bác bắt buộc phải tăng volume lên. Đó, thế nên là vô cùng tuyệt vời. Đó, đây là một trong những cái chiếc đầu CD được đánh giá là một trong những chiếc đầu CD chất lượng cao, và có cái khi em tăng lên thì nó sẽ tăng lên và tăng lên 100%. Đó, các bạn nhìn đâu, tăng là tăng bằng khiển nhá. Khi những chiếc đầu CD này mà không có khiển thì sẽ không dùng được. Đó, khi không có khiển thì sẽ không bao giờ dùng được, bởi vì mình sẽ tăng volume ở trên khiển. Đó, đây là một chiếc đầu CD có cái độ bền bỉ và những cái sự an toàn nhất định. Đó, em sẽ quay một vòng để quý vị và các bạn cùng trải nghiệm. Đây là phía lắp trên của chiếc đầu. Đây như là một tấm nhôm nguyên khối và phay CNC màu phay CNC xước. Đó, vô cùng tuyệt vời. Rất là đẹp. Đây là pin hông. Vô cùng tuyệt vời. Cái này nó là bẩn thôi. Đó. Và dòng này thì đương nhiên là cái phần cơ của nó thì rất là mượt mà rồi. Đó.
cơ ra gần như không có tiếng động. Cũng như có mức nhìn chân thực nhất về chiếc đầu CD này. Đây là phía sau máy. Chiếc đầu CD Guardia. Dòng CD Guardia thì hay những dòng CD khác thì luôn luôn có thêm những đầu CD cao cấp, thường thêm có thêm hai đường ba lăng ba chân này và analog output đây. Và đây. Made in USA. Đó. Và dòng này là sử dụng điện 220 nhé các bác, 220. Và đây nó có thêm một cái cầu chì và đây nút nguồn tổng. Đó, vô cùng tuyệt vời. Vâng, chiếc đầu CD Guardia 381 này. Hàng như mới luôn, đẹp xuất sắc này, giá em đang giao lưu với các bác giá 73 triệu. Những con trước em giá nó tăng hơn một chút là 75 triệu, con này hàng còn nguyên thùng hộp thì giá giao lưu với các bác là giá 73 triệu. Các bác có nhu cầu xin liên hệ qua số điện thoại 0911 886 266 và hẹn gặp lại các bác.